đồ hung ác đã đến mức này, ta không tha cho mày được nữa. Đêm Aisho à, mày sẽ phải trả giá với những thứ mình đã gây ra. Ngươi không thể thắng được đêm Aisho này đâu nha, đồ ranh con. Cuộc chiến những vì sao. Ngày xưa, khi trái đất đang yên bình, thì bỗng xuất hiện bốn thầy trò quái dị trong khu rừng già phía bên kia sườn núi. Người thầy là một ẩn sĩ quyền năng tên Lokta Moni Aishay, và ba người học trò là nữ thần biển cả Moni Makala, hoàng tử mặt đất Vorachun và quỷ Rim Aisho, được thầy nhặt về nuôi từ sâu trong rừng già. Mới đó mà mình đã già thật rồi. Các học trò thân yêu giờ đây cũng dần khôn lớn cả. Nhìn chúng nó trưởng thành, mình cũng thấy an tâm hơn. Nhớ ngày nào Rim Aisho vừa cất tiếng khóc chào đời mà giờ lớn nhanh như thổi. Con ngoan lắm, ta sẽ mang con về ở cùng ta. Ngày qua ngày, cả ba người học trò sống cùng thầy trong hang đá. Quỷ dữ luôn bị sự khinh miệt của nữ thần biển cả và hoàng tử. Này, ra suối lấy nước cho bọn ta tắm nào. Em thấy trong người không khỏe, em không đi nổi. Ta không quan tâm, tóm lại là ta cần nước để tắm ngay bây giờ. Vì mi là quỷ, sinh ra đã là quỷ, thì dù có thế nào mi vẫn không thể nào tốt đẹp được đâu. Bản chất xấu xa thì chỉ đáng phục vụ người khác. Đi mang nước về ngay cho chúng tao đi. Đi. Vâng. Năm năm sau, hôm nay ta sẽ tổ chức một cuộc thi để thử thách lòng kiên nhẫn và khả năng ứng biến của các con. Ai mang về cho ta một chiếc bình đựng đầy sương sớm nhanh nhất, người ấy sẽ thắng cuộc và được báu vật. Cuộc thi sẽ bắt đầu vào sáng ngày mai. Vâng ạ. Vâng ạ. Chuyện này đối với mình thì quá đơn giản. Nhất định báu vật sẽ thuộc về mình. Đau quá, tay chân mình đã bị thương và rã rời rồi. Nhưng thầy đang chờ đợi và hy vọng vào mình. Phải cố lên, nhất định mi làm được mà. Đây là báu vật bí mật của mình. Lấy sườn sớm chẳng cần phải nhọc công làm. Bây giờ chỉ cần đến khu rừng là rõ một một kết quả. Đã nắm chắc được phần thắng trong tay. Giờ này vẫn còn rất sớm. Chắc các học trò của ta đang vất vả lắm để lấy được sương sớm đây. Thưa thầy, con đã đến đây ạ. Con chắc chắn mình là người đầu tiên đem về bình thủy tinh này. Còn xứng đáng được nhận báu vật, phải không thầy? Thưa thầy, chúng con đã về rồi đây ạ. Sao chị Moni Makala về sớm thế? Con đã về đầu tiên, lại mang được bình đựng sương sớm nhiều nhất. Đây là quả cầu pha lê duy nhất, quyền lực tuyệt đẹp nhất trên thế gian này. Sở hữu nó, con sẽ có khả năng biến mọi mơ ước tốt đẹp thành hiện thực. Dạ, con cảm ơn thầy ạ. Còn đây là phần của con nha hoàng tử Vorachun. Dùng cây gậy này con có thể thiên biến vạn hóa. Đây là phần thưởng của con Rim Aisho. Đây là vũ khí con có thể dùng để phòng thân. Thế này là thế nào ạ? Chẳng phải thầy nói phần thưởng xứng đáng chỉ được dành cho một người thôi sao? Là do các con đã dốc lòng cố gắng nên ta quyết định ban thưởng cho cả ba. Mặc dù nữ thần biển cả mới là người thắng cuộc, món quà mà cô ấy nhận là quả cầu pha lê duy nhất và quyền lực nhất. Tuy nhiên, những báu vật của hai con cũng không kém phần quyền lực. Mặc dù mình cũng đã vất vả, trải qua rất nhiều đau đớn mới mang về được thành quả này, tuy nhiên nữ thần biển cả thật sự xứng đáng mà. Mình chấp nhận thua cuộc.
Bây giờ các con ai nấy hay đi làm việc của mình đi. Ta cần tu luyện một lát rồi nghỉ ngơi. Dạ, chúng con xin phép. Nữ thần biển cả, mong chị có thể giúp em một việc. Có việc gì mà hôm nay mi nói chuyện khách sáo quá vậy? Chị có thể cho em mượn quả cầu pha lê một ngày được không? Mi định mượn quả cầu pha lê quyền lực toàn năng này làm việc gì? Không phải là có mục đích gì xấu chứ? Không không, xin chị hãy nghe em nói. Dream Aso, Dream Aso, con ơi, con yêu, mẹ không thể ở bên con được nữa. Mẹ đổi tính mạng để lấy sự sống cho con. Mong con đừng tìm về nguồn gốc của mình. Mẹ chỉ mong con có một cuộc sống bình yên thôi. Em là đứa trẻ mồ côi, em muốn tìm lại nguồn gốc của mình. Em muốn biết gia đình của em ở đâu. Mẹ em bị kẻ nào hãm hại mà phải từ bỏ mạng sống để cứu em. Thì lúc ta Buni AC nói quả cầu pha lê phép thuật cho biết mọi sự thật trên thế gian, nên chị có thể cho em mượn để tìm sự thật không? Dream Aso à, ta không có ngu ngốc mà đi theo nghe lời của mi. Mi diễn khá lắm, ta nghe mà cảm động quá. Nhưng để ta nói cho mi nghe, nếu câu chuyện mi kể là sự thật, nếu mẹ mi bị giết thì cũng phải thôi. Mi là quỷ, mẹ mi cũng là quỷ. Quỷ hại người bị giết là điều đương nhiên, có gì mà oan chứ. Mẹ ơi, xin mẹ sơ xin lỗi. Có phải quỷ là loài xấu xa như người ta nói, luôn hèn hạ và thua cuộc trong mắt người khác không mẹ? Tại sao con không biết cội nguồn của mình? Tại sao con chỉ được gặp mẹ trong mơ mà chưa bao giờ có được tình thương của mẹ như muôn loài khác? Bây giờ con không biết mình là ai nữa. Con chỉ thấy mình thật vô dụng mẹ à. Các con chờ ta tụng niệm một lát, rồi chúng ta cùng bắt đầu giờ học. Ai trong số các con đã làm vỡ chiếc đồng hồ cát quý của ta vậy? Thưa thầy, là Rim Aso đã chen lên xem và làm vỡ nó đó ạ. Dạ con ạ, con không có làm ạ. Không có mà ấp a ấp úng thế kia. Chính tụi ta đã nhìn thấy mi làm vỡ nó, có phải không anh? Phải. Dạ thưa thầy, chính là Rim Aso đã làm vỡ nó ạ. Là quỷ thì bao giờ biết nhận lỗi chứ. Lúc nhỏ con đã nói với thầy là không nên nuôi nó rồi mà. Nó là quỷ, chỉ biết phá hoại và làm hại người khác thôi. Hôm qua cuộc thi kết thúc, tôi thấy bà biển cả mặt hí hửng, ôm quả cầu lên không trung, nhìn bà tự tin thế ớn. Hay ho gì đâu mà tự tin, bà dùng mưu cả thôi. Chính tụi bay thấy bà mang chiếc khăn phép thuật ra phơi sương từ đêm qua, rồi dùng nó vắt vào bình. Nhìn bả lém lĩnh và gian xảo lắm. Phải, tụi em đi qua bên kia cánh rừng, thấy hoàng tử và Rim Aso hì hục lấy từng giọt sương, thấy tội nghiệp lắm. Chẳng qua là họ thật thà, còn biển cả mưu mẹo thì giành phần thắng thôi. Hóa ra chỉ là một trò gian lận của nữ thần biển cả ư? Đáng lẽ quả cột pha lê đó phải thuộc về mình, mình không đáng bị đối xử như vậy. Còn các người, từ nay các người không xứng đáng là anh chị của ta. Nhất định ta phải lấy lại những thứ mà vốn dĩ ta xứng đáng có được. Người nói đúng, biển cả à. Bản chất ta là quỷ, không thể nào lương thiện được. Ngươi định làm trò gì nữa vậy, Rim Aso? Tôi đi gặp bà biển cả để lấy lại cái đạo lý công bằng như các người thường lải nhải đấy. Đừng có làm càn, Rim Aso. Ta quyết không cho ngươi dở thói tàn ác đâu. Mi đến đây có việc gì? Ta đến vì thứ ngươi đang giữ chặt trên tay đấy. Đồ hung ác đã đến mức này, ta không tha cho mi được nữa. Dream Aso à, mi sẽ phải trả giá với những thứ mình đã gây ra. Ngươi không thể thắng được Dream Aso này đâu nha, đồ ranh con. Ta giết hoàng tử ngu ngốc của ngươi rồi, tiếp theo sẽ đến lượt ngươi. Dream
Aisho, dừng lại đi, chị đã hối hận rồi. Mình yêu thương nhau như lúc xưa em nha. Bản chất ta hung ác là vì giữ lại cái nghiệp của ngươi. Định ngươi trần hồng mong ta tha thứ, trừ khi báo vật đó thuộc về ta. Thì ra ngươi vẫn ngoan cố, không đợi nào. Vậy ta sẽ cho ngươi biết tay. Khi cả hai đều đuối sức, nàng về lại chốn biển cả của mình. Sóng biển có phần êm dịu đi bớt. Tên quỷ dữ về lại trần gian, tìm thấy chiếc rìu. Hắn tu luyện và đôi mắt lại phục hồi. Thế nhưng lòng hắn vẫn không ngưng ôm lòng oán hận. Và khi hồi sức, hắn lại băng qua cánh rừng, rồi đến đại dương đi tìm gặp nàng biển cả để cướp lấy báo vật năm xưa. Lần này mày nhất định thua cuộc. Remeso chết tiệt. Mạng của các người thật lớn, nhưng các người không thoát được ta đâu. Cả ngàn đời sau nữa vẫn vậy. Nhớ lấy những gì ta nói hôm nay nha. Khi đợt báo vật thuộc về ta, chúng người mới được yên thân. Trận chiến không hồi kết giữa nữ thần biển cả và quỷ Dream Aesho gây nên sóng to, gió lớn, đất trời rung chuyển. Người ta gọi đó là dông bão. Cứ như thế, mỗi lần thu phục được sức mạnh, quỷ lại đi tìm nữ thần biển cả khiêu chiến để trả mối thù năm xưa. Nên hiện tượng dông bão trong thiên nhiên vẫn không hồi kết. Giá như nữ thần biển cả nói với Dream Aesho rằng anh cũng có thể là một Dream Aesho ngoại lệ trong đàn quỷ dữ, có thể dông bão sẽ không diễn ra. Ngày xưa, vào thời kỳ các quốc gia trên thế giới bắt đầu được hình thành, tất cả đều sục sôi khí thế đấu tranh, xây dựng vị thế vững mạnh cho quốc gia. Trong một quốc gia nọ, một vị vua có hai người con trai. Cả hai đã đến tuổi trưởng thành và đều văn võ song toàn. Vì thế mà vua cha rất phân vân, không biết nên truyền lại ngôi báo cho ai. 18 năm ôn văn luyện võ, vậy các con cho ta hỏi, ước nguyện lớn nhất của các con là gì? Dạ thưa cha, ước nguyện lớn nhất của con là rèn giũa cốt cách, trở thành một vị vua anh minh, được lòng muôn dân ạ. Dạ, thưa phụ hoàng và mẫu hậu, ước nguyện lớn nhất của con chính là được chinh phục muôn nơi, cai trị muôn dân, thống lĩnh nhiều vùng đất ạ. Ta rất vui vì các con bắt đầu có ý thức về trọng trách của mình. Vì vậy, này ta gọi các con tới đây là có chuyện quan trọng muốn nói. Ngày hôm nay phụ hoàng và mẫu hậu gọi chúng con tới, có điều gì muốn dạy bảo ạ? Cũng đã đến lúc ta cần truyền lại ngôi vua, nhưng ta lại có hai người con trai mà ai cũng tài giỏi, nên ta vẫn còn rất phân vân. Chính vì lẽ đó mà ta sẽ đưa ra cho các con một thử thách. Nếu ai giành chiến thắng thì ta sẽ truyền ngôi lại cho người đó. Này, ở phía biên giới đang xảy ra cuộc hỗn chiến tranh giành đất đai giữa ta và các nước láng giềng. Vì vậy, một đứa thì hãy về đằng đông, một đứa thì đi về phía tây. Trong vòng 2 tháng, nếu ai dẹp được phản loạn và được lòng muôn dân vùng đó, thì đó là người chiến thắng và đương nhiên sẽ được truyền ngôi báo. Hả? Người định đẩy hai con của chúng ta vào chỗ chết à? Ngoài đó, chiến trận hỗn loạn, nguy hiểm như thế. Thân làm trai, cần xông pha chiến trận. Ta mong các con không phụ lòng ta. Dạ thưa vâng, này vương quốc có giặc, lúc này việc quan trọng là làm sao dẹp được loạn, mang lại bình yên cho dân. Còn việc truyền lại ngôi báo cho ai, xin vua cha hãy khoan. Tốt lắm, sáng sớm mai các con lên đường, hãy nhớ thật kỹ những điều ta căn dặn nha. Thưa vua cha, chúng con xin vâng. Hãy chiến đấu hết mình vì sự bình yên của vương quốc này. Vâng lệnh vua cha, hai thái tử người về đằng đông, kẻ về đằng tây, cả hai đều hừng hực khí thế chiến thắng, khao khát lập chiến công để được vua cha truyền lại ngôi báo. Hỡi các quân lính, tình hình chiến trận ở vùng biên giới của vương quốc ta đang rất căng thẳng. Vì vậy, ta mong các người hãy cùng ta đồng tâm, đồng lòng chiến đấu hết mình để bảo vệ bờ cõi vương quốc này, lấy lại bình yên cho muôn dân. Các người đồng ý chứ? Chúng ta sẽ vâng. Bây giờ, người hãy cùng ta đi thăm dò binh tình bên kia xem thế nào.
Lúc đó ta sẽ có phương hướng đánh địch cụ thể. Buồn tàu thái tử, không nên mạo hiểm như vậy. Quân địch bên kia hung hãn như vậy, bây giờ người đi, nếu chẳng may có mệnh hệ gì thì quân ta khác gì rắn không đầu. Vậy chi bằng hãy để tôi cùng một số lính khác đi thay ngài. Thần làm tướng, đã đứng ở đây thì còn điều gì khiến ta sợ hãi nữa chứ. Nào, chúng ta cùng đi thôi. Các người ra đây, ta ra lệnh, trong vòng 2 tháng hãy dẹp tan phản loạn, lấy lại bờ cõi. Nếu không, tính mạng của các ngươi sẽ khó mà đảm bảo. Hả? Chỉ 2 tháng làm sao có thể? Quân địch hung hãn như vậy. Im lặng, tất cả các tướng và quân lính nghe đây. Ai có ý rút lui hoặc thoái chí thì lập tức chém đứt đầu. Các người thấy không, cuối cùng thì chúng ta đã đánh bại được quân thù. Đổi lại biết bao xương máu của quân lính đã đổ xuống đây. Đã xông pha trận mạc thì phải chấp nhận gian khổ, khó khăn, thậm chí là cả tính mạng của mình. Chào mừng con đã trở về bình an và đem lại tin vui thắng trận cho vương quốc. Còn hoàng huynh của con, tin thắng trận cũng chưa về sao? Vậy thì ngôi vị này... Con và quân lính đã mệt mỏi sau một trận chiến dài, nên hãy nghỉ ngơi đi. Con chuyển truyền ngôi, đợi tin của anh con rồi cha sẽ tính. Vậy là cuối cùng trận chiến đã kết thúc. Từ hôm nay, muôn dân được sống trong thái bình thịnh vượng. Công lao lớn nhất thuộc về các ngươi. Các ngươi chính là những vị anh hùng của vương quốc này. Để có được chiến thắng này, công lao lớn nhất thuộc về thái tử. Thái tử Ngô Nam. Công lao của ta có đáng là gì so với sự hy sinh của quân sĩ? Hãy truyền mệnh lệnh của ta, ban thưởng tới những người có công. Thái tử An Minh. Cả hai cùng giành chiến thắng trong trận chiến này. Thậm chí còn đã giành chiến thắng trước hoàng huynh. Vậy tại sao người được suy tôn, được truyền ngôi lại không phải là Nhi Thần chứ? Nhi Thần không phục. Con không phục chỗ nào? Con đã quên lời ta nói trước khi hai con lên đường rồi sao? Trong vòng 2 tháng, nếu ai dẹp được phản loạn và được lòng muôn dân vùng đó thì đó là người chiến thắng, và đương nhiên sẽ được truyền ngôi báu. Kết quả là dù con đã đánh bại kẻ thù, giành chiến thắng, nhưng con đã thất bại trong lòng muôn dân. Đó là vì trong con khao khát thống trị quá lớn, dân chúng lại không thấy tình yêu thương nơi con dành cho họ. Như vậy làm sao họ nghe theo con được? Con không thấy sau khi hoàng huynh của con chiến thắng, tinh thần muôn dân phấn khởi, ai cũng ủng hộ và bày tỏ sự tin tưởng đối với anh con hay sao? Để cai trị và mở rộng lãnh thổ quốc gia thì chỉ có thể dùng bạo lực. Còn cứ kiểu nhu nhược như hoàng huynh thì mãi mãi vương quốc ta cũng chỉ nhỏ như một dấu chấm trên bản đồ mà thôi. Rồi con sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy đã sai lầm khi không tin tưởng con. Hận thù với ai chứ? Với máu mủ của mình thì không nên con ạ. Ở vương quốc này, con không thể thực hiện được ước nguyện của mình. Khi người được truyền ngôi báu không phải là con, vậy thì con sẽ đi. Nếu con đã quyết định như vậy thì từ hôm nay ta sẽ coi như không có con. Nhất định sau này ta sẽ trở về trả thù, chiếm lấy vương quốc này, lấy lại những gì đáng lẽ sẽ thuộc về ta. Trải qua biết bao mùa mưa nắng, đi qua biết bao nhiêu ngôi làng với hàng ngàn trận đánh, thái tử đã thiết lập đội quân riêng cho mình, thành lập quốc gia riêng và không ngừng làm quốc gia đó trở nên hùng mạnh. Nhiều năm sau, hoàng đế muôn năm, hoàng đế muôn năm. Thời gian dần trôi, cũng đã đến lúc thái tử quay trở về thực hiện lời thề năm xưa của mình. Giờ ta sẽ trở về quê hương, ta muốn vua cha và mẫu hậu nhìn thấy thành quả hôm nay của ta. Thôi được rồi, trời đã tối, nên các ngươi hãy dừng chân ở đây đi. Sáng sớm mai chúng ta tiếp tục lên đường. Tuân lệnh. Dạ, xin kính mời quý khách vào trong ạ. Dạ, xin kính mời quý khách ngồi. Quý khách dùng gì để tôi mang lên ạ?
ở đây có những món ngon nào mang lên hết cho ta? Ừ, dạ, quán chúng tôi chỉ còn đậu phụ, cá kho và cái xào thôi ạ. Dạ. Được rồi, người hãy mang lên đi và chuẩn bị thêm đồ ăn cho quân lính của ta nghỉ ngoài kia. Tàu Đức Vua lần này trở về quê hương, chắc chắn ngài sẽ khiến cả vương quốc phải quỳ rạp dưới chân của ngài. Không có một đất nước nào dám chống lại những đội quân tinh nhuệ nhất của ta. Cha ăn đi cha, đậu ngon lắm ạ. Cha no rồi, còn với em ăn đi. Lâu lắm rồi ta mới nhìn thấy những món này. Chỉ có ở vùng sông nước này, rau cải mới có vị đắng sức đặc trưng. Nhưng một lúc sau lại thấy hương vị ngọt ngào động lại ở cuốn lưỡi. Ngài thật là am hiểu. Chắc ngài đã xa quê cũng đã lâu. Ừ, cũng khá lâu rồi. Đối với người xa xứ, cứ nhìn vầng trăng kia, đâu cũng là quê hương. Cứ nhìn vầng trăng kia, đâu cũng là quê hương ư? Ừ, dạ. Lão chỉ vô tình nói ra một câu, lẽ nào chạm đến tâm tư của ngài. Vầng trăng ấy đã cùng tôi lớn lên, cùng tôi đi qua biết bao ngôi làng, bao trận chiến. Dù ở đâu thì cũng là vầng trăng ấy. Nhưng tiếc là bây giờ tôi chẳng thể ngắm nó ở nơi tôi sinh ra. Còn nhiều điều khiến con người ta tiếc nuối lắm. Hồi ấy tôi mới 18 tuổi, đất nước có giặc ở vùng biên giới. Vua cha chả cử hai anh em ta đi dẹp loạn, giành lại bờ cõi. Ai giành được chiến thắng sẽ được truyền ngôi báu. Trước đây lão cũng nghe nói do không được truyền ngôi báu, nên thái tử thứ đã phải rời bỏ quê hương. Đúng, ta chính là thái tử đó đây. Thật thất lễ, lão thật là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, mong ngài thứ tội. Không sao, ngươi hãy đứng dậy đi. Bây giờ đại còn có ý định quay về trả thù không? Thật ra ta đang trên đường cùng quân lính trở về để thực hiện lời thề năm xưa của mình. Nhưng bây giờ ta thật xấu hổ. Ngài đã thay đổi ý định sao? Đúng vậy, bước chân vào đây được nhìn thấy cảnh gia đình nghèo nhưng hạnh phúc bên mâm cơm giản dị, tình cờ nghe được những lời lão nói, ta càng thấm thía hơn nỗi mất mát của mình. Nỗi mất mát ư, thưa ngài? Đúng vậy, khi còn là tuổi trẻ, ta cũng ấp ủ bao nguyện ước cần phải thực hiện. Ta đã đi qua biết bao nhiêu ngôi làng với hàng ngàn trận đánh, đã thiết lập đội quân riêng, quốc gia riêng cho mình. Ta đã đứng đầu muôn dân trong quốc gia hưng thịnh, phát triển. Ta có một quân đội hùng mạnh, máu chiến, đi tới đâu tiếng vang tới đó. Thế nhưng suốt cuộc ta đã đánh mất rất nhiều điều. Quan trọng nhất đó là gia đình máu mủ, là những người ta yêu thương. Người có thể giúp ta thực hiện nguyện ước cuối cùng này được không? Đó là khi ta chết, hãy chôn ta ở nơi cánh đồng thảo nguyên rộng lớn ở quê ta. Ta muốn linh hồn ta được về với quê hương, để trở về với nơi ta sinh ra. Dù ta ở đâu, bay xa đến đâu, cũng sẽ có một ngày ta trở về mảnh đất đó thôi. Ta muốn gửi muôn phần hồn ta vào gió, phần theo cha, phần gửi mẹ, phần gửi người ta yêu, phần gửi những người ta đã lỡ hẹn, gửi những người cho ta là không đúng. Mỗi phần hồn là một lời nguyện cầu, nơi ta đến có nụ cười, có cả nước mắt. Vâng, thưa hoàng đế. Ít lâu sau, vị hoàng đế băng hà. Theo lời căn dặn, người dân ở vương quốc của ông đã đưa ông trở về thảo nguyên rộng lớn nơi ông sinh ra. Không bao lâu, nơi ông được chôn cất mọc lên một loài hoa. Loài hoa lạ khi nở hoa trông như những chiếc răng của loài sư tử. Khi hoa tàn, những cánh hoa bay theo làn gió. Những cánh hoa tựa như những cây hoa thu nhỏ, dựa mình theo gió mà bay. Sau này, nhân gian gọi đó là hoa Bồ Công Anh, loài hoa gửi gắm những lời nguyện ước. Thành phố London, nước Anh, những năm 1665. Biến cố nổi tiếng đã xảy ra mùa xuân năm 1665 ở nước Anh. Chuột truyền mầm bệnh gây căn bệnh lạ dịch hạch
khiến 1/10 dân số London biến mất trong chưa đầy 3 tháng. Toàn thành phố chìm trong không khí chết chóc, tang thương. Lũ chuột xâm chiếm mọi nơi, làm lây lan dịch bệnh, khiến con người không dám bước ra đường. Trời ơi, đến bao giờ dịch hạch mới buông tha mọi người đây? Chỉ mới mấy tháng thôi mà thành phố của chúng ta bị chúng tàn phá tan hoang hết cả rồi. Tại sao tai ương này lại xảy ra đến với chúng ta chứ? Ngày ngày sống trong nỗi sợ hãi, tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi. Số người mắc bệnh đang tăng lên không ngừng từng ngày, rồi còn rất nhiều người không qua khỏi nữa. Căn bệnh này đúng là quái ác. Tới giờ chúng ta vẫn chưa tìm ra cách để chữa bệnh hiệu quả. Chính quyền đã ban bố sẽ phong tỏa thành phố trong ngày mai. Căn bệnh dịch hạch này thật nguy hiểm. Đã có nhiều người mất mạng như thế này rồi. Nếu còn không tìm ra cách ngăn chặn thì chẳng mấy chốc mà cả London, thậm chí cả nước Anh và châu Âu cũng sẽ bị xóa sổ mất mà thôi. Dịch bệnh hiện không kiểm soát được, phong tỏa là cách tốt nhất để tự người dân phòng dịch rồi. Chúng ta nên tạm lánh về quê đi. Vẫn chưa được. Đã thử nghiệm rất nhiều lần rồi mà chưa đạt đến kết quả. Không được, mình phải làm lại. Ngày hôm nay mình phải tìm ra đáp án mới thôi. Về thôi Newton, muộn lắm rồi. Mai tụi mình còn có tiết sớm đó. Đề tài nghiên cứu khoa học môn vật lý lần này của Newton là có triển vọng nhất trong nhóm. Cậu ấy mà thành công thì sẽ chính thức có vé tham dự vòng trong cuộc thi nghiên cứu khoa học sinh viên trẻ toàn châu Âu đó. Vẫn chưa đâu vào đâu đâu mọi người à. Tôi phải cần nhiều thời gian hơn, liên tiếp lên phòng thí nghiệm khoa thì may ra. Cả buổi chiều nay tôi ngồi thực hiện thí nghiệm và xem xét dưới kính hiển vi, nhưng vẫn chưa thu được kết quả cuối cùng như mong muốn đây nè. Cậu cứ làm như ai chiếm mất phòng thí nghiệm không bằng. Thôi tụi tôi về trước đây, cậu cứ ở lại làm con ong chăm chỉ đi nha. Nhưng nhớ ra về trước nửa đêm đấy, dù gì cũng phải nghỉ ngơi thì mới đảm bảo sức khỏe được. Bệnh dịch hạch đang diễn biến phức tạp. Tôi vừa nhận được chỉ thị gấp của thành phố về việc tạm đóng cửa trường học. Trong thời gian này, tất cả các cơ quan, đơn vị hành chính và các địa điểm kinh doanh trên toàn thành phố đều phải đóng cửa để đảm bảo an toàn. Vì thế nên từ ngày mai, trường học chúng ta cũng sẽ phải đóng cửa thôi. Đóng cửa trường học lúc này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình học tập và nghiên cứu khoa học của các sinh viên. Nhưng trường hợp này là bất khả kháng. Lúc này, việc sơ tán càng nhanh là càng để đảm bảo an toàn cho sinh viên thưa thầy. Tình hình dịch bệnh trong thành phố đang diễn biến rất nhanh và phức tạp. Nếu trường học còn mở cửa thì cũng chính là mối họa cho sức khỏe của tất cả mọi người. Vậy các thầy cô hãy thông báo khẩn xuống các em và động viên sinh viên của mình vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nhà trường cũng chưa biết bao giờ mới có thể mở cửa trở lại. Nhà trường sẽ thông báo thời gian đi học trở lại cho tất cả các em ngay khi có thông tin mới nhất. Ban giám hiệu nhà trường và bản thân thầy cảm thấy rất ái ngại về đợt nghỉ dài ngày này của các em. Tuy nhiên, đây là chỉ thị và cũng là cách tối ưu nhất đến thời điểm bây giờ. Dịch bệnh có thể diễn biến phức tạp và nguy hiểm. Chúng ta cần phải hạn chế tụ tập đông người để tránh truyền nhiễm. Thưa thầy, vậy chúng em phải nghỉ đến bao giờ ạ? Bao giờ nhà trường mới mở cửa trở lại ạ? Công trình khoa học mình đang thực hiện buộc phải dừng lại sao? Không được. Thầy biết đợt nghỉ này sẽ khiến việc học tập, nghiên cứu của các em gặp nhiều thiệt thòi, gián đoạn. Nhưng thầy mong các em hiểu cho ban giám hiệu. Lúc này nếu cố mở cửa trường học thì tính mạng các em sẽ không được an toàn. Nè, trường hợp của mình, cậu nghĩ có nên xin thầy đặt cách không? Đề tài khoa học của mình muộn nhất 2 tháng nữa phải được thông qua. Nếu không mình sẽ trễ hẹn cho cuộc thi quốc tế mất. Mình đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết cho đề tài này rồi. Mình không muốn mọi cố gắng của mình trở nên vô nghĩa đâu. Không nói đến cuộc thi, việc nghiên cứu khoa học bị gián đoạn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến mạch tư duy của cậu. Nhưng nếu mắc bệnh thì tất cả đều chấm dứt. Cậu xem đây nè, tớ không mong bạn mình là nạn nhân tiếp theo đâu. Thôi thôi, về đã rồi tính tiếp anh bạn ơi. Tôi biết đây là thời kỳ hoàng kim của cậu, nhưng tất cả chỉ trễ hơn dự tính, vẫn đỡ hơn là cậu không bao giờ thực hiện được. Sẽ còn có nhiều cuộc thi nữa, và cậu vẫn sẽ còn nhiều cơ hội để chinh phục. Nhưng tính mạng thì chỉ có một mà thôi. Con còn ở London ngày nào là mẹ còn lo lắng không yên ngày đó. Đây cũng là cơ hội để con tranh thủ nghỉ ngơi đấy. Mỗi năm vào kỳ nghỉ, con cũng chỉ về nhà có vài lần, rồi lại lên trường học ngay.
Lần này con có thể ở nhà vài ngày được rồi. Mẹ cũng tiện chăm sóc cho con. Con gầy đi nhiều quá rồi đó. Dịch bệnh thật là quái ác. Việc nghiên cứu khoa học của con trên trường bị gián đoạn. Về đây con vẫn phải tiếp tục việc nghiên cứu mẹ à. Khoa học không thể có điểm chuẩn được. Ở quê điều kiện còn nhiều thiếu thốn. Phòng nghiên cứu, tài liệu không có sẵn. E là không dễ dàng gì đâu con. Thôi trước hết cứ lên phòng sắp xếp đồ đạc đi. Nói gì thì nói, về quê rồi mình không thể tiếp tục những nghiên cứu trong phòng thí nghiệm nữa. Máy móc hiện đại làm thí nghiệm không có, tài liệu chuyên ngành cũng thiếu thốn. Phải làm thế nào đây? Đề tài của mình, tâm huyết của mình, rồi còn cuộc thi nữa chứ. Mình phải làm cái gì bây giờ? Nhưng phải công nhận là ở đây không khí rất thoải mái và bình yên. Ánh nắng rực rỡ này khi còn ở London mình ít khi được thấy. Ngắm cảnh sắc thiên nhiên trong ánh nắng này cũng có thể khiến người ta thư giãn. À, phải rồi. Ở đây bầu trời rộng hơn, ánh sáng rực rỡ thật. Đó cũng là điểm khác biệt ở Winterberg, nắng gió so với London. Nếu mình chuyển hướng sang làm những thí nghiệm tán xạ ánh sáng ngoài trời ở đây thì còn gì bằng. Ánh sáng quá chuẩn. Thí nghiệm này mình không thể thực hiện ở London trong cả tháng qua vì mưa suốt. Quả là cảm giác thư thái hiếm có. Dù những công trình khoa học cần đến máy móc hiện đại sẽ phải tạm dừng, nhưng nghiên cứu tự do hay toán học nhị thức, giải thích hoặc vật lý về quang học thì không có gì cản trở hết. Khi từ London về, mình đã rất sầu não. Không ngờ chan hòa với thiên nhiên, sức lực như được nhân đôi. Không đi đâu xa, từ không khí thiên nhiên của quê nhà lại là nguyên liệu bất tận cho đề tài nghiên cứu của mình. 6 tháng sau. Gần nửa năm ở tại Winterberg rồi, mọi việc đang thực sự không tệ chút nào. Nhưng vẫn hy vọng London sẽ sớm kiểm soát được dịch. Khi đó mình có thể trở lại tiếp tục đề tài nghiên cứu trước đó còn dang dở. Tuy là không thể kịp tham dự kỳ thi quốc tế vừa qua, nhưng đó vẫn là một đề tài hết sức thú vị. Mình có thể dùng nó cho những kỳ thi sau. Thằng bé đọc tài liệu hình như cả đêm qua, mà sáng ra đã dậy sớm như vậy. Từ ngày nó về đây, đêm nào nó cũng cắm đầu vào sách vở rồi ra vườn tự nói một mình. Càng ngày thằng bé lại càng đam mê việc học tập và nghiên cứu. Có thể đọc sách đến quên ăn quên ngủ. Chắc là mệt mỏi quá nên mới ngồi ngủ ở đây như thế này. Nhưng không nên đánh thức thằng bé thì hơn. Ngủ ở đó cũng được, bình minh đang lên, không khí thì lại trong lành. Để thằng bé ngủ thêm tí nữa, mình sẽ vào chuẩn bị vài món ngon mà thằng bé thích. Lát nữa ngủ dậy là nó có thể ăn được rồi. Ôi trời ơi, quả táo rơi vào đúng đầu mình. Đau quá. Chà, lại một quả táo nữa. Tại sao quả táo luôn rơi xuống mặt đất khi rụng khỏi cành cây, thay vì rơi ngang hoặc bay ngược lên? Quả đúng nhỉ, thật là điên rồi. Nếu ai hỏi đó là tại sao quả táo khi rơi lại rơi xuống mà không phải ngược lên, ai cũng sẽ bảo hiển nhiên phải rơi xuống chứ. Nhưng giải thích tại sao thì chẳng ai giải thích được. Thử xem nào. Rõ ràng trái đất đã hút quả táo bằng một lực mà chưa được gọi tên. Chính cái lực hút đó mới khiến quả táo rơi xuống. Cái lực hút đó không có ở bầu trời hay trong không khí, mà phải từ dưới mặt đất. Tất cả mọi người đều biết đến, không chỉ quả táo, mà bất cứ vật gì rơi từ trên cao cũng đều sẽ bị trái đất hút xuống bằng lực đó. Phải rồi, một quả táo rơi, trời, nó có liên quan mật thiết đến trọng lực trái đất mà tại London mình đã đắn đo và suy nghĩ mãi chưa ra. Tại sao quả táo luôn rơi xuống mặt đất khi rụng khỏi cành cây, thay vì rơi ngang hoặc bay ngược lên? Rõ ràng trái đất đã hút quả táo bằng một lực chưa được gọi tên. Quả táo đụng trúng đầu mình trong khu vườn nhà miền quê xứ sở Winterberg xinh đẹp này chắc chắn sẽ là chìa khóa cho định luật vật lý vạn vật hấp dẫn mà mình đã đun nấu từ khi ở London mà chưa có lời giải. Năm
1667, London kiểm soát được bệnh dịch hạch. Các hoạt động trong thành phố cũng như trường học mở cửa trở lại. Thành phố London lại đông đúc, nhộn nhịp như trước khi dịch bệnh kéo tới. Newton cũng từ biệt mẹ và vùng quê Wurzburg để trở lại với trường đại học và niềm đam mê nghiên cứu khoa học của mình, mang theo những thành tựu khoa học quý giá có được trong quá trình về quê tránh dịch của mình. Thật không ngờ những nghiên cứu trong thời gian ở Wurzburg thật hữu ích. Nếu ở trên thành phố này, mình sẽ không có cơ hội khám phá ra. Kỳ nghỉ bất đắc dĩ này mang lại nhiều thành quả hơn mình tưởng. Đôi khi những mối họa cũng có thể mang tới những điều bất ngờ thú vị đó chứ. Tốt nghiệp Cambridge, Newton bắt đầu sự nghiệp khoa học rực rỡ. Những nghiên cứu trong thời gian ở Wurzburg đã trở thành xương sống để ông tiếp tục phát triển các công trình khoa học hơn nửa thế kỷ sau. Năm 1668, định luật vật lý vạn vật hấp dẫn chính thức được công bố. Năm 1669, công bố định lý nhị thức, giải tích và công trình quang học tán sát ánh sáng được Newton công bố năm 1972, có ảnh hưởng mạnh mẽ cho đến tận ngày nay, đều được manh nha thực hiện tại Wurzburg. Với những nỗ lực không ngờ, biến khó khăn thành cơ hội trong khoảng thời gian cả đất nước tránh dịch, Newton chính là minh chứng sống cho việc vượt qua nghịch cảnh của thời đại, vươn tới thành công trong tương lai. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về cuộc đời nhà khoa học nổi tiếng Isaac Newton tại Anh Quốc và những bí ẩn thú vị trong cuộc đời ông giai đoạn năm 1665-1666. Ngày xưa, giữa thảo nguyên xa xôi, có hai ngôi nhà nằm cạnh nhau. Một nhà của một người du mục nghèo, ngôi nhà kia của một hàng xóm giàu có. Ananda! Tạm biệt Bamba! Ananda, con hãy vào thành phố, tìm đến một nhà nào đó giàu có, xin làm kẻ hầu hạ cho người ta. Ban ngày làm việc, ban đêm học đọc, học viết. Sao con phải học đọc, học viết hả bố? Người biết đọc, biết viết là người có sức mạnh, không tai họa nào dám đến gần. Con lên đường ngay đi. Vậy con, một mình cậu vào thành phố ư? Bố mình muốn thế. Ông ấy không thấy như thế là rất nguy hiểm hay sao? Nếu là bố mình sẽ không bao giờ để con đi như vậy. Bố mình muốn mình đi học chữ ha, hay là cậu đi cùng mình đi. Nhà tớ giàu rồi, giàu là hạnh phúc. Mà hạnh phúc không phải ở chỗ biết chữ hay không, mà ở tiền bạc. Cậu xem, bố tớ có 1.000 con cừu, giàu có như thế tớ còn đi học làm gì nữa. Ananda một mình vào thành phố, xin làm người hầu. Ban ngày, cậu làm mọi việc trong nhà. Ban đêm, khi mọi người đã ngủ, cậu hí húi học đọc, học viết. Bố ơi, con đã về đây. Bố xem đi, con đã làm đúng như lời bố dặn rồi. Bây giờ con có thể đọc và viết thành thạo rồi đó. Ngày mai, con hãy quay lại thành phố. Bố muốn con học thêm nghề thổi sáo. Hả? Thổi sáo ư? Học thổi sáo để làm gì ạ? Âm nhạc có thể bắt người độc ác mỉm cười và làm mềm những trái tim sắt đá. Chẳng hiểu bố nói gì. Ananda về đấy hả? Cậu định đi đâu thế? Tớ lại vào thành phố đây. Cậu có đi cùng tớ để tìm thầy học thổi sáo không? Học thổi sáo ư? Tớ thích. Thầy có thể một lúc thuê 10 người đến thổi cho tớ nghe. Cần gì phải học. Thế là liên tục 600 đêm, Ananda tới nhà ông lão nằm phía ngoài thành phố để học thổi sáo. Mưa gió, băng tuyết, bão giông, không gì có thể ngăn được cậu. Tốt lắm, bây giờ con đã thổi sáo hay hơn ta, con có thể trở về gặp bố con được rồi. Dạ, con cảm ơn thầy. Được rồi, sáng mai con lại vào thành phố, bố muốn con biết đánh cờ giỏi. Nhưng bố ơi, con vừa mới về nhà mà. Con còn nhỏ, cần phải học hành nhiều, càng biết nhiều thứ, lớn lên mới có thể sống tốt được. Lại đi học nữa ư? Bố cậu thật kỳ quặc mà, Ananda ạ. Mình phải đi thôi, mình không thể trái lời bố được. Ông bố chẳng yêu thương cậu ta chút nào, vừa đặt chân vào nhà, đã đuổi đi ngay rồi. Thế là
Ananda lại tiếp tục lên đường đi học. Cuối cùng, cậu cũng trở thành một người chơi cờ rất giỏi. Và đến ngày trở về, Bố ơi, có chuyện gì xảy ra vậy? Ananda, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức. Bọn cướp sẽ có thể quay lại đây nữa. Bố tớ và bố cậu đều không thể trụ được với bọn cướp hung dữ này. Hai tên nhóc con, mày đâu? Còn rối chúng mang theo. Thả ta ra. Đêm nay chúng ta sẽ đi trộm ngựa. Cần hai đứa mày giúp một tay. Tên nào chống cự thì chúng ta sẽ giết. Cứ ngồi nghỉ ở đây một lúc, đợi trăng lên đến đỉnh đầu thì chúng ta sẽ tiến hành. Ôi trời ơi, hay quá. Tiếng sáo làm tôi thấy nhớ nhà quá. Thổi đi, thổi nữa đi. Tiếng sáo của Ananda khiến cho bọn cướp say sưa nghe đến mức quên cả việc chúng đang đi đâu, đang làm gì. Tiếng sáo của mày thổi hay lắm. Để thưởng công, chúng tao sẽ cho mày tự do. Còn mày, mày biết làm gì? Tôi không biết làm gì. Không biết làm gì thì không tha. Kẻ vô công rỗi nghề nhất định sẽ là một tên trộm lý tưởng. Ananda, cứu ta. Sao ở đây ai cũng buồn bã thế ta? Thưa bà con, ở đây đang có chuyện gì buồn hay sao ạ? Vua của chúng tôi rất thích chơi cờ. Hằng ngày lính nhà vua ra đường bắt bất kỳ ai đó vào cung chơi cờ với vua. Nếu thua sẽ bị vua chém đầu. Thế nếu vua thua thì sao? Chưa bao giờ xảy ra điều ấy. Vậy cụ hãy chỉ đường cho tôi vào cung vua đi. Ôi trời ơi, chàng trai trẻ, đã có người đợp mạng rồi. Cậu vào đó làm gì, để xin chết hay sao? Tôi có việc muốn được gặp nhà vua. Là Bumba phải không? Vua, hãy tạm hoãn chém đầu anh ta. Tôi sẽ chơi cờ với người. Ngươi là ai? Chán sống rồi hả? Dạ, thần dân là người đi ngang qua vùng này. Nghe nói nhà vua tìm người chơi cờ, nên thần ngỏ ý muốn vào chơi cùng người một ván. Nếu thua, ngài chém cả hai chúng tôi luôn thể. Nào, ngồi xuống đây. Nếu tôi thua, tất nhiên người sẽ chém đầu tôi. Nhưng nếu tôi thắng thì sao? Ta chưa thua ai bao giờ. Nhưng mà... thôi được. Nếu ta thua, ta hứa sẽ thỏa mãn bất kỳ mong muốn nào của ngươi. Ôi trời ơi, người thắng rồi. Thật không thể tin được. Xin nhà vua hãy giữ lời hứa. Tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất. Xin ngài từ bỏ lệnh giết người trong vương quốc ngài đi. Thôi được, từ nay ta cấm giết người trong vương quốc của ta. Thắng được vua, cậu là người thật hạnh phúc. Ananda à, Ananda tuyệt vời. Ananda giỏi quá. Ananda tuyệt vời. Ananda lúc này mới nhận ra mình là người thật hạnh phúc. Hạnh phúc vì đã làm theo lời bố. Hạnh phúc vì từ bé đã học được thói quen làm việc nghiêm túc. Và cuối cùng, hạnh phúc vì kết quả lao động của mình đã làm kẻ độc ác trở nên tốt bụng và người nghèo đói trở thành sung sướng. Ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có vị vua già mãi vẫn không có con nối dõi. Lần đó, họ lặn lội đến một khu rừng hoang ở một xứ xa lắc để tìm nhà một nữ ẩn sĩ nổi danh là Thông Thái để xin lời khuyên. Về cung, bà hãy ăn ngay hai củ tỏi này. Đây chính là một phương thuốc để mang thai. Chỉ là ăn hai củ tỏi này thôi à? Ta đã uống không biết hàng nghìn loại thuốc mà vẫn chưa được toại nguyện. Thần xin lấy tính mệnh của mình ra đảm bảo. Ơ kìa hoàng hậu, hãy đứng lại đã. Thưa hoàng hậu. Hoàng hậu có lẽ vì nóng lòng nên vội về cung ngay. Ẩn sĩ có gì hãy cứ dặn dò ta. Mọi chuyện đều đã có số phận rồi. Đức vua hãy trở về đi. Mình chưa từng ăn thứ gì lại đắng khủng khiếp thế này. Phải rồi, vừa nãy đắng quá là do mình quên không bóc vỏ củ tỏi rồi. Sau khi ăn hai củ tỏi, hoàng hậu đã mang song thai và lâm bồn 9 tháng sau đó. Ở cung điện,
Ôi, con trai của ta, thật may mắn. Con là một đứa bé trai kháu khỉnh, đẹp trai. Hoàng tử đã trưởng thành, trở thành một thanh niên khôi ngô tuấn tú. Và chẳng bao lâu, sẽ kế vị vua cha. Nhưng trước hết, chàng phải tìm cho mình một ý trung nhân. Quái vật kia, người muốn gì? Sao lại vô duyên vô cớ chắn đường ta? Không có gì là vô duyên vô cớ cậu em à. Nếu lấy vợ thì ta lấy xong mới tới lượt của chú em. Hỗn xược, người vừa mới gọi hoàng tử của vương quốc này là chú em đấy. Đừng có tưởng ta sợ loài liên rơm các ngươi. Đừng lớn giọng, nếu không nghe theo lời ta vừa nói, ta sẽ không nể mặt đâu. Trời ơi, tại sao chuyện quái quỷ này lại xảy ra với ta chứ? Liêm rơm nổi tiếng là một loài hung dữ, ăn thịt con người. Tuy nhiên, kể từ khi tự dưng trong loài của chúng xuất hiện một con liêm quân xanh, thì không hiểu sao, tính tình của chúng lại trở nên rất hiền lành. Vậy sao nó lại gây sự với ta? Thật nghe nói loài liêm quân rất thích ăn thịt trâu bò. Tại sao chúng ta không mang đến những con trâu và con bò béo nhất của hoàng cung dâng cho chúng? Đúng, người thông minh lắm, vậy hãy chuẩn bị ngay đi. Quái vật liên quân, ta xin lỗi, ta đã không hiểu hết mong muốn của chú mày. Đây, ta đem đến cho chú mày 10 con trâu béo và 10 con bò béo nhất đây. Hãy im đi và mang ngay mấy thứ giải rách này về. Ta đã nói rồi, lấy vợ xong ta mới đến lượt chú em. Trời ơi, chuyện gì vậy? Nhà ngươi rốt cuộc nhà ngươi muốn gì? Hỏi liên quân kia. Cứ cho là nhà ngươi thực sự có thù bán gì với ta thì sao không tấn công ta đi, mà cứ nói mãi câu vô nghĩa đó chứ. Sao ta phải tấn công người ruột thịt với mình? Muốn rõ sự tình thì hãy về hỏi cha mẹ của ngươi đi. Hỗn xương, nhà ngươi chớ có ăn nói ngông cuồng. Người ở đây phân bua với ta không có ích gì đâu. Ta trước sau chỉ có một lời đó thôi, lấy vợ thì ta xong mới đến lượt chú. Ngươi dám? Phụ mẫu, người sao vậy? Lẽ nào những gì tên Liêm Quân đó nói là sự thật sao? Không thể giấu con, bà đành kể lại cho hoàng tử nghe về câu chuyện 20 năm trước. Sao mẹ có thể bỏ anh 20 năm trời trong rừng hoang lạnh? Mẹ có một lần nghĩ anh đã sống ra sao không? Vì thể diện của quốc gia, ta không còn cách nào khác. Con định đi đâu? Anh xin ra trước, con phải rước anh về tìm ý chung nhân tốt nhất cho anh trước khi nghĩ đến việc lập gia thất cho mình. Liêm Quân, ta cần nói chuyện với anh. Anh ở đâu? Hãy ra đây. Có người, sao người dám xâm phạm vào lãnh thổ này? Ta có việc cần gặp anh trai của ta. Ta không có ý thù địch hay muốn làm hại các người đâu. Ngươi cần gặp ta có việc gì? Ta muốn đón anh về hoàng cung để tổ chức hôn lễ theo như ý nguyện. Ta đã bị vua cha và mẫu hậu chối bỏ ngay từ khi mới thành hình hài. Chắc gì họ đã đón nhận ta một lần nữa chứ. Ai cũng phải tìm về cội nguồn của mình. Việc anh tìm em đã chứng tỏ điều đó. Hãy cho họ có thời gian để chấp nhận anh đi. Và thế là hoàng tử trẻ đưa anh trai Liên Quân của mình về hoàng cung, xin phép đức vua và hoàng hậu tổ chức buổi cán vợ cho anh. Nhưng đương nhiên chẳng thiếu nữ nào chấp nhận lấy một quái vật làm chồng cả. Thế là ở một vương quốc láng giềng, có một bà hoàng hậu cực ghét cô con gái riêng của chồng. Bà ta tìm mọi cách ép cô công chúa phải kết hôn với Liên Rom. Nào, hãy nói nguyện vọng của mình với hoàng tử quý quốc đi con gái. Hoàng tử, ta muốn được trở thành vợ của chàng. Vậy nàng không sợ khuôn mặt ta sao? Không sợ lớp vảy cá sắc lạnh trên cơ thể ta sao? Không, ta không sợ gì hết. Nhiều ngày trước đây, khi biết mình sắp phải làm vợ một quái vật, công chúa đã bỏ lâu đài đi lang thang trong rừng sâu. Đừng khóc nữa con gái, con sẽ lấy hoàng tử và sẽ có được hạnh phúc. Con sẽ được hạnh phúc đích thực, chỉ cần con làm đúng theo những gì ta dặn vào đêm tân hôn của mình. Ta thật may mắn khi cưới được người vợ xinh đẹp như nàng. Chàng hãy làm theo lời ta nha.
Giờ khi ta cởi chiếc váy cô dâu này ra, chàng hãy cố gắng cậy lớp vảy trên thân và mặt của chàng nha. Nếu đó đã là điều nàng muốn, thì ta sẽ làm. Ta sẽ bóc lớp vảy của mình. Điều đó sẽ khiến cho chàng đau đớn, nhưng xin chàng chớ có dừng lại giữa chừng. Không, Lingro mà, chàng đừng làm em sợ mà. Hoàng tử đã thoát được lời nguyền. Đó là khi có một cô gái tự nguyện làm vợ chàng, chàng sẽ được trở lại thành người. Chào mừng hoàng tử cả đã trở về. Giờ thì đức vua và hoàng hậu có thể nhận con của mình lại được rồi đó. Con trai, xin hãy thứ lỗi cho những kẻ làm cha làm mẹ này. Xin cha mẹ đừng tự trách mình nữa. Mỗi người đều có số phận riêng của mình thôi. Chuyện gì xảy ra cũng đã là ý trời. Nếu bà kịp nghe lời dặn của ta, sinh ra một đứa trẻ bình thường, thì có lẽ bây giờ quý quốc lại phải đối mặt với cuộc tấn công của quái vật Lindworm cũng nên. Ý bà là sao? Kể từ ngày loài Lindworm có thêm một thành viên mới là hoàng tử cả, mọi thứ đã thay đổi. Hoàng tử cả trong bộ dạng Lindworm và nhân tính của một con người lương thiện đã cảm hóa được loài quái vật này. Hiện giờ ta thấy loài người đã nhân thêm cây trái ngọt trong rừng này. Khi họ săn bắn hái lượm, họ không gây hại đến ta, nên chúng ta cũng đừng xâm phạm đến họ nữa. Lindworm xanh nói phải lắm. Từ nay chúng ta đừng tấn công và ăn thịt con người nữa. Con trai của ta, cảm ơn con đã trở về và mang đến những điều tốt lành. Hoàng tử, ngôi vị quốc vương của vương quốc này giờ xứng đáng để thuộc về con. Anh là người xứng đáng nhất để kế nghiệp vua cha.